Cái gì vậy ta? Ủa? À, là hương thơm nước hoa. Thơm quá, phải ra ngoài thôi. Thơm quá đi. Mùi cuốn hút quá. Em có đồng ý. Phải chạy theo thôi. Em chạy theo luôn. Thơm quá, khoan đã. Cô ơi, không phải nước hoa mà là nước rửa vải Palite. Với công nghệ Nitrogen chiết xuất đậm đặc từ hoa mẫu đơn, cho quần áo mềm mại, thơm suốt cả tôi. Palite.